Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin dự báo thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong sáng mai ở khu vực vùng núi phía Bắc thì còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời mát. Tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Hiện đang di chuyển theo hướng Tây và mỗi giờ sẽ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương khoảng 40-50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12-16 độ Vĩ Bắc, từ 110,5-116 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trên đất liền thì các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa ở ngưỡng từ 300 cho tới 500 mm một đợt. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực Quảng Ngãi thì có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 500 cho tới 700 mm một đợt. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên thì có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở khoảng từ 200 cho tới 350 mm một đợt. Sau ngày 11 tháng 10 thì mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.